Hi. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Hình Nhã TV nha mọi người. Mình là Nhã, còn kế bên mình là Danh nè, Sang nè, dẹo về sau lưng đó mọi người. Thằng Tòn bữa nay thì nó đi cấp cứu với chú Khánh rồi, đi từ sáng tới giờ chưa về nữa mọi người. Thì anh em mình hôm nay thì không có gì làm hết á. Sáng thì mấy đứa nó mới đi đậu tiền mọi người, đi quýnh đám về. Thì nếu như mọi người muốn biết mà anh em mình đi đánh đậu tiền sao á, thì mọi người comment đi, thì anh em mình sẽ dành một ngày ra để quay cái đó cho mọi người xem. Không biết. Được, nếu mọi người muốn biết mọi người qua kênh Phạm Danh Lớp Sổ á. Mấy nó có quay hả? Mấy nhỏ nó có quay. Mấy nhỏ nó quay là dạng cái lớp sau này. Mọi người muốn quay, muốn biết cái công việc ngày xưa của anh em mình là công việc chính luôn đó mọi người. Là cái lúc mình chưa làm công ty luôn, là chưa có làm đi quay cho mọi người coi nữa, là anh em đi đó mọi người là lúc nhỏ xíu à. Lúc thằng này nó y như cái mặt nhí vậy đó. Mày cũng dư hơn lắm. Thì lúc... nữa thì anh em mình sẽ dành riêng một ngày để trở lại cái công việc đó rồi quay cho mọi người xem. Nói chung là lúc trước là thằng nào cũng nhỏ mà rồi đâu có tiền đâu mà xài. Đi đám kiếm tiền xài, 3-4 giờ sáng thức dậy rồi chạy đạp xe đạp đi đám đồ này kia, quẩy đồ ngàn. Được 20 ngàn một đám. Mừng lắm, lúc đó mừng lắm á. Lúc đó được 20 ngàn bánh là vui lắm rồi. Ok, trở lại ngày hôm nay. Mình quên thông báo cho mọi người một cái tin rất là quan trọng nữa, là ngày mai là thứ hai, là ngày 17 đó. Thì clip này mình quay chắc là đăng ngay ngày luôn, ngày thứ hai luôn đó mọi người. Thì ngày mọi người xem nè, là ngày 17 cho đến ngày 21 tây, từ 17 tới 21 tây, thì 5 ngày đó mình sẽ tạm vắng mặt nha mọi người. Mình xin phép mọi người là tạm vắng mặt để cho anh em quay. Mình đi học bên dân quân á mọi người, học diễn tập á. Cái đó là nói chung là bắt buộc, cái nghĩa vụ của mình là phải đi học rồi. Lệnh. Chứ lệnh, cái đó là lệnh từ trên đưa xuống đó mọi người. Không có mà vắng mặt được, cho nên là mọi người thông cảm cho mình 5 ngày tới nha. Ok, thì ngày hôm nay trước khi mình đi, mình phải muốn là gỡ gạc lại cho tất cả anh em mình cái okay. Từ ngày Duyên á mọi người, bên kênh Duyên Ngăn á, từ ngày Duyên vô là Toàn là thấy nó chơi mình không? Đúng. Toàn là nó hợp tác nó chơi mình không? Đúng. Đúng không? Bữa nay mình, này muốn mình chơi. Ê, ẩu rồi ba, cho nó ba. Cho nó ba, chồng. Cho nó. Gì? Anh đi ăn hôm qua gì nè. Sao vậy? Đi ăn hôm qua. Nó còn ê hả? Nó mang chán quyết á. Nãy hôm qua chạy về tới nhà nó là nãy nó liền xì nó kỳ lắm ba. Đi ra luôn á. Đủ nước mà. Chạy không kịp. Nó gớp như trời. Trời ơi. Rồi, thằng nào qua về không dội. Thằng nào qua về không dội một cầu. Thằng nào đi tới chót. Tao. Sao mày đi gì mà không dội? Dội mà nó không xuống kìa. Thôi vô quá, vô quá. Trở lại chủ đề chính nha mọi người. Ngày hôm nay anh em mình sẽ gửi cho mọi người một cái clip cho anh. Thiệt là gắt luôn nha mọi người. Nói chung là cái này là vẫn là đàng hoàng nha, nhưng mà khi nói ra thì suy nghĩ nó sẽ không đàng hoàng. Ok, bây giờ mình sẽ đặt cái quay. Thì Duyên với em của Duyên ấy ngồi trước á. Xong rồi mình sẽ kêu vô. Cảnh hành động. Cảnh hành động che lại. Ok mọi người, đây là cái bụng mình nha mọi người. Trời ơi, chứ bụng đồ bự dữ vậy. Cũng bự thiệt. Ok, bây giờ mình đặt cái quay đây. Đặt cái góc quay đây nha mọi người. Thì bây giờ anh em mình sẽ thực hiện cái màn tròn này nha mọi người. Nói chung đây là chỉ là một màn tròn thôi nha. Nói về cái mức độ mà cái mặt sáng của nó thì nó rất là bình thường. Nhưng mà về cái mặt tối của nó thì nó rất là u sầu nha mọi người. Giờ thì bây giờ anh em mình thực hiện luôn. Cái gì vậy? Đi. Đây tập. Tập gì? Tập dưỡng sinh. Đi ra. Kêu. Đi. Đi. Đập đi đập tao. Tao phải chụp bây giờ nè. Em có xì tạ. Đi, anh bảo đây. Đi, đây. Vào đây. Ngồi xuống, đi. Ngại. Có lẽ nói gì mà. Ngại. Ngại. Tại vì cái chuyện này nó khó để mà làm được không? Thử, biết. Em nói sao cho em thuyết phục em đâu. Bây giờ, ngày đó giờ em có quen bồ không? Có chứ. Bây giờ em có quen ai không? Giờ có cưng có ghệ chưa? Chưa. Vì sao nó có? Hồi đó có, đã từng. Đã từng đúng không? Đã từng có ghệ. Anh cũng như vậy. Nhưng mà bây giờ anh có thì vui lắm. Chơi trò vui. Chơi gì đó đây? Chơi hỏi kiện
Kèn gì? Hỏi kèn. Hỏi kèn. Hỏi kèn nhớ hỏi kèn không? Hỏi kèn vậy. Gì bậy bạ ba? Bậy bạ ba. Đi. Gì cũng hỏi kèn. Đi. Hãy mình. Đi về thì nhà đi chơi rồi còn có mấy tụi anh với còn cưng á. Thôi đừng bậy bạ bà. Đi. Hỏi kèn đi. Khùng quá em gái tự nhiên ngủ em. Em gái mới ngủ em chứ em gái ngủ em chi. Em gái là nó ngủ đó. Sao? Thôi trời. Đi. Làm em. Thôi. Ở nha. Đi năn nỉ đó. Thôi kỳ quá anh Danh ơi, em không ngờ anh vậy luôn á. Anh sao trời ơi. Em có chuyện dạy nè. Dài kể anh chứ. Anh hỏi không? Vợ chồng em hỏi không? Đi, năn nỉ không? Hồi đã lắm. Thiệt. Thôi đừng có thao túng tâm lý em. Ê, hỏi gì? Đã lắm. Tao đạt đáng luôn. Được, hỏi kẹo em luôn. Hỏi. Hỏi không? Hỏi đi tới ông này nữa trời. Thiệt, hỏi đi. Thử hỏi cái kẹo đã. Như vậy nè. Bước đi nè. Không có được. Được. Đáng. Đã lắm. Nha. Đồng ý không? Kỳ quá nè. Không có kỳ này hỏi kỳ là. Kỳ. Hỏi kèn mà kỳ. Hỏi kèn mà kỳ. Đó chưa hỏi à? Hả? Kèn mới tên gì anh Cuộc? Gì? Kèn ba lát. Kèn saxophone. Hồi đó em không có hỏi kèn chưa? Hỏi thử rồi đi. Ha. À, thử đi. Thôi. Cái gì không biết mình cũng phải thử. Cái gì không biết phải thử. Nhưng mà em còn nhỏ mà. Còn nhỏ mà anh cũng còn. Anh bự à? Ừ. Anh bự à? Ừ, em bự kìa. Anh bự à? Hỏi không? Thôi. Kèn dậy nè. Ê. Đi. Thôi ngủ ai tự nhiên ngủ em. Mày ngủ em. Đi ngủ ai giờ. Chưa ngủ ai giờ cũng cho em ngủ ai giờ. Đi ngủ em mới được. Mình là anh em trong nhà. Trời vui lắm anh nói thiệt. Vui là vui lắm. Thiệt mà. Ngủ đi. Thiệt. Không chịu hả? Không có chịu. Sao vậy? Cứ ngồi đây đi. Cứ ngồi xuống đi. Mình phải đi bà này sao cho nó chịu chứ. Ừ. Cái này chuyện bình thường mà gì đâu. Dẹo. Đi thở không? Thôi giờ đừng á, giờ cưng thở kẹn không? Thở ra. Hỏi gì vậy bà, phụ chịu mà. Chịu kìa. Phụ. Đây cho chịu người. Tại sao em chịu, nói gì nó hao người đó không chịu. Cưng không chịu hỏi gì để cho em cưng hỏi chứ gì đâu mà cưng chịu hỏi không? Mà cái đó là chuyện người lớn, tự nhiên của em. Cái gì vậy? Cái đó không biết người lớn thì làm được. Bình thường người lớn thì ai làm được, em hỏi không? Đây giờ già trước thì anh chỉ trước nha. Hỏi kèn cái đó hỏi chỉ anh chỉ vô hỏi à. Đưa vô hỏi. Đưa miệng vô hỏi à. Đưa cái tới vô miệng mà. Không, nó muốn mà nhìn nó đổi anh nó đổi tiếng một chơi thì nó đổi. Hỏi anh vô thì nó hỏi được. À là cái đó thì vô tới. Hỏi anh. Cái gì hả má? Gì dạ? Hỏi là mình phải hụt nha, cái kèn hụt không được. Hỏi kèn má. Đừng có nghe lời mấy ông không dụ anh đó. Chịu chưa? Được không? Chịu không? Đi ra ngoài trước tại vui kìa. Đi ra ngoài sau thì nó kèn. 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 Nhưng mà nhỏ nhỏ xíu tự nhiên. Trời ơi, cái gì vậy là cưng ngộ quá, nhỏ nó lớn gì là không được. Đúng rồi, như vậy thôi. Danh đây, danh đây, viên đủ viên đi. Vậy là sao cho nhỏ này hỏi trước đi. Ờ, ra hỏi trước rồi em sang dắt ra hỏi trước. Rồi. Còn hậu viên nó chịu thì ra hỏi sao. Rồi, đang thiết phục. Đi như mày. Đi ra ngoài đi. Kệ viên lên đây. Vui lắm. Đi cái trong nhảy. Mày cho em hỏi đàng hoàng nha. Hỏi đàng hoàng. Ok. Hỏi là nếu mà đổi tiếng chơi cái vô đi nha. Ok. Cái gì á, em dẫn nó ra đi chơi mà làm gì mẹ la biết nói làm sao. Nó sao mày hỏi kẹn mà. Kẹn có gì đâu. Cưng chịu không? Chịu cái gì sao mình được nè. Tụi mày gì? Nó kẹn mà tụi mày bảo kẹn. Tụi mày tụi bảo mơ đâu biết gì. Họ không biết gì mong kẹn cái xì phone nữa. Ừ. Cái này tay hỏi không? Xong rồi. Lẹ lắm. Đúng không? Lẹ lắm. Tới mình. Lẹ lắm. Hỏi kìa mẹ quá. Nè bây giờ anh hỏi cái kèn hỏi vui không? Vui. Giàu xong. Giàu xong. Vui lắm. Giàu vậy dày hồn luôn á. Cái kèn vậy hồn à? Bụng hả rồi về mẹ la anh đó. Ủa sao kêu nó bằng anh? Thì tại nó tên anh. À nó tên anh. Nó chỉ tưởng kêu bằng anh. Thì bà nó ngồi đây. Để lấy nhỏ này. Nói cho chị nghe cho chị đồng ý. Rồi về mẹ la, không biết đâu mai mốt là không có ra đây chơi nữa đó. Có gì đâu, anh thấy chị bình thường. Ở vui không? Vui thì nó làm gì vui trời. Gái thằng lớn. Tao thì con gái nào hỏi kẹn mới vui với con trai. Trai hỏi hoài. Trai hỏi hoài đâu vui đâu. Trai hỏi hoài vui mệt lắm.
Dạ không mệt lắm, chờ thử hỏi đợt thử mình hỏi con trai đó. Ờ cái gì ba? Cái đợt SEA Games này hỏi con trai không nè. Trai hỏi con trai mà không đi luôn ai. Ừ mệt cũng chết. Mệt cũng xỉu vậy. Đi làm tí. Ra đi. Cực nào nó công nhận là chân thấy cái kèn đó dài không? Dạ. Đẹp không? Nó bự từ từ ghê không? Đẹp hỏi nó ai chứ nhỏ chứ. Ờ nó nhỏ từ 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 bự bự cái hỏi kèn chưa. Quá nữa. Thử ăn đi ra đây. Đi ảnh giác ăn gì thử. Để vậy hãy thử. Thôi kèn thử. Sao trời, nhỏ mới vô. Chị dắt đi hỏi nữa đi nha. Chịu không, đi hỏi nữa đi. Hỏi em cái nữa đi. Hỏi em cái nữa đi. Ok rồi. Hỏi không? Em cái nữa. Hồi nãy tôi dắt nó đi. Nãy tôi dắt nó đi, nãy nó đi á. Rồi tên sang dắt đi, dắt lại đi. Dắt chỉ cho em hỏi đi. Nãy biết được không? Nãy giờ trời. Nhìn tao làm biết rồi đúng không? Ừ, để nó không chịu rồi để cho nó đi. Làm gì một cái hồi chứ. Cái gì vậy? Gì cái? Thiệt. Làm gì hoài trời. Cái gì vậy? Nó suy nghĩ gì á? Thì lỡ rồi hiện làm thì thôi. Thì nãy nhảy chắc không? Ừ, chắc không? Tôi sẽ chắc. Thầy đi đi. Chỉ nha. Rồi, cái này được không gì? Nhìn đi. Nó ở đây nghe gì em? Đi. Đi nghe là em đi 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 đi. Kêu nha, kêu đi đi nha. Giết đi. Nè, đứng dậy đi đi. Đi đứng dậy đi đi. Đứng dậy đi. Nói ai? Vui mà đúng không? Vui mà đâu? Vui mà. Vui mà về mẹ quýnh anh đó. Sao biết không quýnh? Ừ, tao đâu quýnh đâu quân. Ừ, tao đâu quýnh mà đâu quýnh hoài. Tao uy tín vậy rồi, đi đi. Uy tín đi. Cưng làm một, cưng chơi một lần cũng thích rồi không? Ờ, thích ra chơi tới đây. Đi, chơi tới đây. Chị thích ba đó trời. Em sao đây anh Bảo vậy? Đi, em hỏi chơi giúp sang nhỉ? Gà, sao anh Bảo kìa? Đi đi. Đi, 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 đi. Rồi chị, mày mẹ không nghe, mày nghe người ta. Ồ, đi quá. Ở đây không được đi hấu kỳ. Ờ, đi, đi, đi. Làm như thèm đi trời. Níu kéo nhỉ. Nhỏ lẽ đó, ngộ của ta. Ừ. Gì hở kẹn gì thèm trời. Có kẹn như em. Đó, mở đây đi, đợi đi. Đi, đi. Đi, 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 đi ra đây nè, anh dắt cho đi. Đi ra đây em mạo đây. Đi. Mạo cái gì mà béo. Mạo lên. Trời ơi, cái hở kẹn không cũng chịu nữa. Anh em nhú kéo mà chơi chứ gì đâu. Mà vui không? Vui. Thế nào, nó lỡ có hụt câu chưa không? Chỉ điều tay lắm rồi, điều tay nó mới ra một cái gọi là một cái thứ gọi là nó phá nó phê liền. Ừ. Không đâu cho nó nghe nó phê. Chim đi 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 đi. Kệ chị đi, em chơi vui là được rồi. Chim chịu thôi. Diễn ngộ ghê trời, níu kéo ra bờ hoài kìa. Em muốn cho nó vui bữa đi. Cho nó vui đi, lâu mới dắt ra mà. Nó sẽ khoái một bữa đi. Cưng ở nhà cũng gặp rồi. Nó lâu gặp thì chị đi xem. Có gì đâu mà có mặt trên vậy. Đi, vô không? Kệ đi, ra đây anh Bảo. Đi ra ngoài. Đi, đi, đi. Đi, đi, đi. Ở đây mà cứ đi đi hoài. Đi, đi, đi. Kệ chị đi, đi. Kệ chị đi, đi. Chị con gái phải giữ mình chứ trời. Cái gì? Ủa gì mà nói chạy giữ mình nữa trời. Rồi là sao? Giữ mình đi. Có gì đâu chạy. Đâu đụng chạm gì đâu. Cho tự hỏi mà mấy anh đâu đụng gì tới nó đâu. Đưa ra cho tự hỏi. Một lần là sẽ có kinh nghiệm. Đúng rồi. Một lần là em nói này hỏi một lần một mấy lần sau là hỏi là kinh nghiệm này mình đúng rồi hỏi là saxophone ừ saxophone ôi oh, em ừ đi đi ao sao xem đi anh dắt cho đi nè đi nè đi nói nổi đây đi 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 anh chỉ nè để tao ra ngoài trước nha ừ đi nói là không có đi trời đi đi ra đây anh bảo này đi 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 sao anh nó bảo cứ ngủ nhỏ hoài vậy trời lâu lâu gặp em út thì dắt nó đi hỏi càng cho nó biết không chịu thôi đấy dắt ai dắt đi dắt em chị dắt cái chân nãy kêu mình đi không chịu để hai anh em mình đi nói mấy ông này kỳ cục quá làm chuyện gì dâm đảng chứ trời gọi chị dâm đảng trời có càng thì dâm đảng đâu thôi càng dâm đảng thì có dâm đảng gì không vui không còn không nữa vui ra đây anh dắt mẹ này cho mẹ chửi mẹ quýnh tôi nào rồi đó không có binh đâu đó binh gì trò chơi đây bài đặt vui thì vui mà chở nhỏ nhỏ không đơ luôn kìa đó giờ không biết giờ nó biết rồi có gì đâu ừ đi đi theo anh nhanh nè để đứng đây nè nói đứng đây nha vô nghi quá chạy về cho anh đi chơi anh đi chiêu đi chơi vậy mấy anh tự chơi đi mấy anh chơi đâu được anh chỉ gọi chứ hoài ơi chứ hoài chén rồi giờ chỉ cho em út chơi đi đi tên gì anh về đây anh dắt cho đi nè anh đi anh dắt cho đi diễn chịu rồi đi diễn chịu cứ đi cho Duyên đi đi cho Duyên đi đi thôi sẽ dắt em đi 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 ra đây nha đi anh dắt anh đi nè anh ơi Duyên chịu thôi chạy Duyên đi đi ra đây đi anh dắt anh đi nè anh thôi đi mấy anh kỳ cục quá à mốt không làm đây nữa đâu là sao mà tôi về luôn á đi đi đâu rồi đi đâu rồi đi rồi đi về đi rồi nè làm đây nè lấy cái kèn chờ nè móc cái kèn ra móc cái kèn ra móc cái kèn ra chở vậy móc cái kèn ra móc cái kèn ra móc cái kèn ra chỗ khác nha
anh nói cái kẹn giỏi mày sừng ngộ với vậy. Cái kẹn giỏi. Dạ. 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 Nè, nãy Cưng hỏi vui không? Hỏi lại đi. Hỏi lại cho chị coi. Cưng hỏi con làm cái hôm nãy á, con học cái hồn chơi lúc nãy. Học cái hồn chơi lúc nãy á. Đúng rồi. Đúng rồi. Ba ơi. Cái con người đó. Trời ơi, vừa đọc sao bỏ. Vừa đọc sao bỏ. Suy nghĩ tâm tối. Thôi thì nãy giờ Cưng cứ nghĩ cái kèn là cái gì? Ai biết đâu, em tưởng cái kia. Kia kia là cái gì trời? Đi cái kia. Bươi trời. Suy nghĩ gì vậy bộ? Đúng không? Phải càng vui rồi đúng không? Vui. Ừ, đừng suy nghĩ với chị Cưng nha. Nè, chị Cưng đó. Kìa 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 kìa. Hỏi càng mà tính đâu, hỏi láp. Nói cà bị. Mày nói cười cười. Không mày, càng này càng ba láp. Càng ba láp, ừ. Đúng rồi, càng ba láp. Vậy đây nè ông ơi. Ông suy nghĩ gì vậy? Suy nghĩ gì? Suy nghĩ gì? Tao hỏi càng đàng hoàng nha, hỏi càng bay bả đâu suy nghĩ vậy? Ai biết đâu, mấy anh nói chuyện mập mờ mà ai đâu biết. Nó nói hỏi càng đàng hoàng mập mờ gì? Thì hả, nó hỏi cái càng này đi. Thì nãy giờ cứ có nói gì, hỏi càng chứ nó hỏi sao đâu. Không có, nãy giờ mấy anh nói chuyện rất là đàng hoàng, nó là hỏi càng rõ ràng. Hụt ra hụt vô là cái này, hụt ra hụt vô nè. Cưng suy nghĩ làm sao? Vậy sao lúc đầu không đem vô luôn? Tại vì anh thích vậy đó, mới có lấy quay nó hỏi. Nó điếc của tay còn kìa, hỏi không hơn. Mà sao cái đầu óc Cưng suy nghĩ kỳ cục vậy? Ai biết đâu. biết chửi em mình gái nữa xong giữ thanh của mình chị gì mà suy nghĩ tào lao vậy? Thì suy nghĩ thôi chứ có biết gì đâu. Mà tự suy nghĩ tao chạy suy nghĩ cái gì vậy? Thôi tôi suy nghĩ gì dâm đản đồ rồi. Đúng rồi đúng rồi, nãy có nói vậy. Đúng rồi. Mỗi ngày tình gì? Cử gì suy nghĩ tào lao không cử gì? Thôi giờ có quay nữa. Đi học. Đi học thở không? Sao? Đây. À. Nè anh móc cây càng ra thổi. Nè thổi đi. Nói cho suy nghĩ cái cây càng ta hỏi. Quá trời vui luôn vậy mà suy nghĩ tào lao. Anh đợi anh hỏi. Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã xem hết video từ nãy tới giờ nha mọi người. Thì đó, thì mọi người thấy đó thì anh em mình nói ngay từ đầu nha. Anh em mình nói là chuyện đàng hoàng đúng không? Kêu hỏi càng là có cây càng thiệt. Ủa? Điếc tào lao. Ok, cảm ơn mọi người xem hết video nha mọi người. Nè nha, suy nghĩ đó không có đặt lên đầu cho đứa em được nha. Cảm ơn mọi người nha. Giờ nói chung là chết rồi em ơi. Thôi mấy mẹ nó kẹt cái mẹ. Tại Cưng suy nghĩ tao đâu. Ui tao hỏi kẹt như là mấy mẹ. Mẹ. Biết mà nhỉ thiệt. Chỗ cừ vui hay gì cừ. Nói cái này ra là suy nghĩ tào lao liền không tào lao liền có tại mấy cha này nói chịu nói rõ người ta hay anh nói hỏi kẹn có hơi sáo đâu hay gì anh nói hỏi kẹn cái kẹn tờ tí te á hồi nói mà nó cầm cầm phục đồ vô tử nữa nghe hỏi không có anh hỏi ra ngoài những như mấy người tay to to biết. Ok cảm ơn mọi người đã xem hết video nha, nếu có ý tưởng nào hay nữa thì comment cho anh em mình biết nha. Từ đó tới giờ là Cưng vô đây Cưng chưa bị lần nào đúng không? Hôm nay cho Cưng trải nghiệm lần đi rồi lần sau thì mình tính Cưng tiếp. Đỡ bỡ ngỡ. Quay. Đỡ bỡ ngỡ nha. Ok. Còn bây giờ anh em mình xin chào tạm biệt mọi người.